Hoa hậu Quế Anh, đại diện nhan sắc Việt Nam, vừa hoàn thành vòng thi trình diễn áo tắm tại cuộc thi Miss Grand International 2024 ở Pattaya. Đây là một trong những phần thi quan trọng và cô đã gây ấn tượng mạnh với phong thái tự tin, những sải bước uyển chuyển cùng với nụ cười rạng rỡ. Kể từ khi tham gia cuộc thi, Quế Anh không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân. Cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của mình trên mạng xã hội, từ việc luyện tập cho đến các hoạt động cùng các thí sinh khác. Trong phần thi áo tắm, Quế Anh đã tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Dù thời tiết nóng bức, nhưng cô vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và tươi tắn đúng với tinh thần của phần thi. Chia sẻ sau phần thi, Quế Anh bày tỏ sự hào hứng và cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi tiếp theo, trong đó có phần trình diễn áo tắm. Trước đó, cô đã hoàn thành tốt phần thi trình diễn tài năng ca hát với hai tiết mục Like That và Every Time We Touch, giúp cô vào top 15 xuất sắc. Vào tối ngày 10 tháng 10, Quế Anh cùng các thí sinh khác tham gia sự kiện gặp gỡ truyền thông mặc thiết kế xã hội màu đen gợi cảm của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyền. Cô tự tin hô tên mình trước báo chí, cho thấy khả năng làm chủ sân khấu ngày càng cải thiện. Sự xuất hiện ấn tượng của Quế Anh đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả trong và ngoài nước, khẳng định vị thế của nhan sắc Việt tại đấu trường quốc tế.